nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách vệ sinh giàn. Chúng ta sử dụng cái giàn, cái tủ mát này thì một tháng phải vệ sinh lấy hai lần. Đấy, xịt nước phải xịt nước phải vào xịt thẳng như này nha mọi người. Nếu mà xịt xéo thì nó sẽ bị méo mất. Chịu khó vệ sinh thì máy nó sẽ bền hơn, còn nếu mà không vệ sinh thì máy nó sẽ bẩn. Mọi người hãy lưu ý là như thế. Nào được nghe, nghe khá là mạnh. Nếu mà ta có cái máy rửa xe thì hay hơn. Cái loại máy mà ra di năng nhỏ cầm tay các mọi người, thì chúng ta có thể xịt là nó sẽ mạnh hơn. Còn cái này thì tương đối khá là ok. Đấy, sạch bong rồi mọi người.